Trước tiên để cài Win thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc ZubiBot cắm vào như bình thường. Chúng ta vẫn hay cài Win vậy. Sau đó thì chúng ta nhấn nút khởi động và nhấn F9 đối với máy HP để chọn MeluBot. Sau khi danh sách MeluBot hiện ra, chúng ta dùng phím mũi tên lên xuống để chọn ổ Zubi. Đó. Các bạn nhìn kỹ này. Đó. Xác định được ổ cứng và Zubi thì chúng ta chỉ cần việc kéo xuống Zubi và Enter. Và tiếp theo thì như các bạn nhìn thấy thì MeluBot đã hiện ra. Và cái này thì cái phần này thì mình đã hướng dẫn ở cái clip trước, mình đã hướng dẫn rồi. Bây giờ mình không cần hướng dẫn lại nữa nhé. Giờ mình chọn số 1 để vào trong Win Mini, Win ảo đấy, Win PE đấy. Ok, chúng ta nhấn Enter. Và như các bạn đã thấy thì Win PE đã hiện ra. Ở đây có 3 hệ Win, đó là Win 10, Win 8. Và cái này thì ở cái hệ điều hành này thì cũng như các bạn nhìn thấy ở lúc ở ngoài MeluBot ạ, thì là nó chạy hai hệ nhé. Vừa là có thể chạy được cả hệ GPT và MBR luôn, nó hỗ trợ cả hai luôn nhé. Như các bạn đang nhìn thấy ở đây thì nó là ở hệ UFI, có nghĩa là GPT đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta nhấn Enter để vào trong Win PE, có nghĩa là Win ảo đấy. Quá trình load này cũng nhanh hay chậm là do tùy từng máy nhé các bạn nhé. Có vẻ load rất chi là nhanh. Và như vậy thì chúng ta đã vào đến trong màn hình chính của Win ảo. Đã được vào đến bên trong. Đó. Chúng ta chờ cho load hết ra. Và cũng dùng cái công cụ chiều cứng này. Và tất cả máy của khách yêu cầu thì làm sạch cái ổ cứng chia lại thì mình sẽ làm sạch lại. Giờ mình dùng phần mềm ổ cứng để chia. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ổ cứng đang ở hệ EGPT đó. Giờ mình xóa hết đi. Và mình chuyển sang MBR. Bởi vì cái clip này là mình hướng dẫn các bạn cài Win ở hệ MBR. Các bạn chú ý xem nó sẽ khác cái GPT rất nhiều nhé, nó không nhiều lắm. Giờ mình sẽ xóa hết sạch đi, xóa hết. Đó, cái Path 32 này là vì nó là Win của GPT bắt buộc nó phải có, nhưng bây giờ là mình không cần cái phân vùng Path 32 này nữa, mình sẽ xóa hết. Xóa hết luôn. Ok, và bây giờ chuyển sang MBR. Trước mắt thì mình phân vùng nó chia chuyển sang hệ MBR đó nha. Đó, các bạn kích chuột phải. Nhìn này, chọn xuống. Đó. Cái mục chuyển đổi thấy không? Từ GPT sang MBR đó. Xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta chiều cứng. Và các bạn nên nhớ là ổ phân vùng đầu tiên là thường là ổ Win và sẽ phải để là Fashion. Các bạn nhìn thấy chữ Fashion chưa? Rồi, và cái phân vùng đầu tiên này sẽ được để dùng để cài Win ấy. Ok, như vậy là đã xong. Và tiếp theo, hai phân vùng tiếp theo thì chúng ta lên chọn Allocation. Đó, mình không biết tiếng Anh, mình đọc tạm tạm vậy ha. Mình sẽ chia đôi nó ra. Cho nó chia đôi cái ổ này ra, có nghĩa là thành 3 ổ đấy nha. Ổ thứ hai có nghĩa là ổ D á, chúng ta cho 158GB. Ok, còn ổ còn lại thì chúng ta để nguyên. Cũng chọn Lockson luôn nhá. Vì không phải là ổ hệ thống cho nên chúng ta phải để cái chỗ đó ra. Ổ hệ thống thì chúng ta chọn Set IT. Đó, chính là ổ Windows đó. Đầu tiên đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Kéo xuống chọn chữ Set IT, mình set rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần apply nó là xong. Ok.
chờ cho nó phần chiều cứng xong thì chúng ta chỉ việc cài win thôi. Ok, vậy là đã báo thành công rồi đó. Và tiếp theo thì để cài win thì chúng ta tìm đến cái file win mà .iso chúng ta đã chuẩn bị. Cái file win.iso này thì các bạn lên trên mạng download rất nhiều nhé. Đó, mình kích chuột phải chọn module nó ra. Các bạn chú ý này, kích chuột phải vào nó, chọn chữ module. Ok, như vậy là xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta dùng phần mềm WinLT Setup. Rồi, sau đó chúng ta tìm đến file suộc. File suộc thì chúng ta tìm đến cái ổ đĩa mà chúng ta vừa module cái file ISO ra nhé. Chúng ta kéo xuống. Đó, đó chính là cái file win mà ISO chúng ta vừa module ra đó. Chúng ta tìm đến file insert, có nghĩa là cài đặt đấy ha. Còn OC, chúng ta tất cả chọn OC hết. Hàng trên và hàng dưới còn lại tất cả là chọn OC hết. Chứ không giống như là cái thằng GPT kia là chúng ta phải chọn sang cái mục Part 32 ha. Và sau khi đó thì chúng ta chỉ việc chọn Setup và OK, ngồi chờ. Bạn nào mà thấy nhanh quá thì có thể tạm dừng lại để xem nhé. Đó, quá trình cài đặt này nhanh hay chậm thì tùy vào từng máy nha. Đó, nó khác nhau hoàn toàn, các bạn chú ý thấy chưa? Giống như ở hệ EGPT chứ. Xin lỗi các bạn. Ở hệ EGPT thì chúng ta cần phải có thêm một cái phân vùng Part 32 khoảng 500 MB. Giống cái clip trước, bạn nào chưa xem thì tìm lại xem nhé. Còn cái này thì nó khác hoàn toàn. Tất cả vào chung một ổ C hết là xong. Vì đây là ở hệ MBR. Còn hệ GPT á, thì nó sẽ bắt buộc, cái điều bắt buộc đó là phải có một cái phân vùng khoảng 500 MB, là ở hệ định dạng là Part 32. Và các bạn phải set cho nó khởi động nữa. Đó, còn như cái này chúng ta cứ vào một chung một ổ là xong rồi ha. Hơi lâu chút xíu nha. Và như các bạn đang thấy thì sắp sửa cài xong rồi. Khi nào xong nó sẽ báo ra đó, ok, nó sẽ báo ra là khởi động lại. Thì chúng ta lên rút ổ cứng ra trước và nhấn vào nút khởi động để cho nó khởi động lại. Đây, chúng ta rút ổ cứng ra này, rút ra rồi, chúng ta kích chuột vào cái chữ khởi động đó. Ok, và chúng ta ngồi đợi cho nó lên win thôi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, cài win rất chi là đơn giản và dễ dàng. Do cái win này thì khách người ta yêu cầu là làm trắng hết thì mình làm trắng, chứ không thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách cài win mà không mất dữ liệu, rất chi là dễ thôi, phân biệt được ổ rất chi là dễ. Đó, ok, chuẩn bị lên. Đấy, và đã vào đến trong cái màn hình chào gọi là welcome ấy. Chuẩn bị vào đến trong win chính rồi. Ok, đã vào đến trong win. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành cái cách mà cài Windows chuẩn trên cái ổ cứng hệ MBR. Và các bạn nào mà muốn cài ở trên hệ GPT ấy, thì tìm những cái clip trước của mình đã hướng dẫn rồi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một share và nhớ ấn nút đăng ký để coi những clip tiếp theo của mình.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cơ bản về cái win. Còn các bạn kiểm tra lại thiếu driver thì các bạn cài vào. Ở clip trước mình đã hướng dẫn rồi, cài driver thiếu cái gì thì chúng ta cài cái đó. Còn cơ bản Windows là chúng ta đã cài xong rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.